lịch sử của ngành dầu khí Việt Nam là gắn liền với lịch sử sự phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, và đặc biệt là trong mối quan hệ giữa Petro Việt Nam và Zaporizhzhia. Có thể nói là trong cái khối lượng dầu mà chúng ta khai thác được trong cái lịch sử ngành dầu khí của Việt Nam khoảng 350 triệu tấn dầu gì đấy, thì cái khối lượng dầu mà được khai thác từ các cái liên doanh giữa Petro Việt Nam và Zaporizhzhia chiếm được khoảng 60%. Điều đấy cũng nói lên là cái đóng góp quan trọng của cái mối quan hệ hợp tác này như thế nào đối với riêng Petro Việt Nam và đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chúng tôi gọi đây là cây cầu năng lượng của lòng tin, mà nó cho phép phát triển hợp tác cả trong những lĩnh vực khác và mở rộng hơn nữa quan hệ của hai nước để phục vụ cho lợi ích của hai dân tộc. Hành trình vượt sóng tên lửa. Trong bối cảnh đất nước vẫn còn chiến tranh, phương tiện kỹ thuật thiếu thốn, không ai nghĩ đến việc Việt Nam có thể tìm kiếm khai thác dầu. Dù vậy, từ thập niên 50 của thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn chiến lược của một thiên tài đã đặt mục tiêu phải xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí của đất nước đạt tầm quốc tế. Lịch sử ngành dầu khí mãi ghi nhớ chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết ngày 23 tháng 7 năm 1959. Khi tới khu công nghiệp dầu khí Baku thuộc nước Cộng hòa Azerbaijan, giữa ngổn ngang những mối lo của một đất nước còn ngập trong khói lửa chiến tranh, Bác Hồ đã chia sẻ mong mỏi. Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung, Azerbaijan nói riêng sẽ giúp Việt Nam xây dựng những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Baku. Thực hiện di huấn của Bác Hồ, ngay sau ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, với phương châm đa dạng hóa các nguồn lực để phát triển ngành dầu khí non trẻ, Việt Nam đã mời nhiều công ty nước ngoài đến để đầu tư khai thác. Tuy nhiên, vì bị cấm vận, cô lập, nên các đối tác gặp vô vàn khó khăn khi tiếp cận thị trường Việt Nam. Nền kinh tế của chúng ta sau cái thời gian gọi là chiến tranh, một cái thời kỳ chiến tranh rất khốc liệt, thì do đó là cái nền kinh tế gần như kiệt quệ. Nhưng đảng, nhà nước, bộ trị rất quyết tâm dựa trên cái nền công nghiệp dầu khí của Việt Nam để phát triển kinh tế, công nghiệp hóa cái đất nước chúng ta. Và những cái thế lực thù địch đối với chúng ta lúc đó như tìm mọi cái để hạn chế, không cho các công ty tư bản phát triển, và do đó buộc họ phải rút lui khỏi Việt Nam. Trước cái tình hình đó, nói chung là chúng ta đang rất khó khăn về kinh tế, mọi cái gọi là kỳ vọng chúng ta lớn lao để phát triển ngành công nghiệp dầu khí để xây dựng đất nước thì gần như là sụp đổ. Và do đó Bộ Chính trị quyết tâm là phải dựa trên sự giúp đỡ của Liên Xô để xây dựng ngành công nghiệp dầu khí chúng ta. Đối mặt với sự bao vây cô lập vì cấm vận, chỉ có Liên Xô lúc bấy giờ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, trở thành người bạn thủy chung, chí tình trong hợp tác, mở ra cơ hội phát triển cho ngành dầu khí. Những năm đầu của thập kỷ 60, chính phủ Liên Xô đã cử hàng trăm chuyên gia dầu khí sang giúp Việt Nam tìm kiếm thăm dò dầu khí ở vùng trũng Hà Nội, mở đường cho công đoạn tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu sau này. Tôi là cái người theo dõi cái công trình này từ đầu, cho nên là tôi biết rõ cực kỳ gian khổ, cực kỳ phức tạp. Tôi nhớ đến công lao của các đồng chí từ buổi đầu đã lăn lộn với sự nghiệp này. Với sự đồng tâm hiệp lực, ngàn người như một, bất chấp những khó khăn vất vả, thiếu thốn về cơ sở vật chất, Việt Nam Liên Xô đã bắt tay với hy vọng xây dựng cho Việt Nam một ngành dầu khí để vực dậy và phát triển kinh tế. Năm 1981, Liên doanh Việt Xô Petro ra đời trên cơ sở Hiệp định Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Liên Xô về hợp tác thăm dò địa chất và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam. Đây là mốc son quan trọng của mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên Xô trên mặt trận kinh tế. Nhớ lại những ngày tháng gian lao mà hào hùng đó, những con người một thời đã đi qua chiến tranh, đi qua những năm tháng lửa thử vàng, với họ
khoảnh khắc đó không bao giờ quên. Khi đó Việt Nam mới trải qua chiến tranh, tình hình rất khó khăn, phức tạp. Bản thân tôi là tổng giám đốc, đã phải chuẩn bị mọi thứ, từ giấy, thước kẻ, ghim, kẹp, bút chì, kể cả những vật dụng cho cuộc sống thường ngày nữa. Tuy nhiên, khó khăn nhất vẫn là hai nước ở cách xa nhau. Tôi còn nhớ là hầu như mọi thứ đều phải chở đến từ Odessa, từ Biển Đen, tức là cách khoảng 14.000 km. Nói chung họ không có một cái tài liệu gì về dầu khí của chúng ta cả, ngoài một số cái tài liệu địa chấn mà chúng ta có làm. Sau năm 77 thì chúng ta cũng mong để tìm dầu và cũng đã làm tiến hành đó trước đó. Và một cái giếng khoan mà nói chung là cũng không có số liệu gì của Mỹ để lại. Do với cái quyết tâm như thế đó mà các đồng chí vẫn triển khai xây dựng giếng khoan, xây dựng khu căn cứ dầu khí, tất cả mọi cái đó là một cái gọi là xem như đi phá bỏ tất cả những gọi là quy trình kỹ thuật để đầu tư cho một kênh dầu khí. Thì lúc đó nhiều người ta hỏi tại sao là phải làm như thế, thì họ bảo đây là cái sự hợp tác này, đó là mệnh lệnh của trái tim, đó là dựa trên tự hữu nghị của Việt Nam, Liên Xô lúc đó, và quyết tâm làm thế nào xây dựng cho giữa Việt Nam một cái nền công nghiệp dầu khí để tự bản thân mình giải quyết vấn đề năng lượng của Việt Nam. Đây là những ký ức không bao giờ quên của những chuyên gia, những người anh em Xô Viết đã đổ mồ hôi sôi nước mắt khảo sát để dựng xây cảng Việt Xô Petro năm 1981. Khó có thể hình dung những con người này, không chung dòng máu, không chung địa lý, lại có thể viết chung bản hùng ca để biến vùng đất xú vẹt ngập mặn hoang sơ trở thành những hải cảng dầu khí hiện đại. Câu hỏi được đặt ra là phải chăng vượt lên khắc nghiệt từ thiên nhiên, họ bắt đầu bằng tình bạn, tình đồng chí, trên hết là sức lao động của một thế hệ cần lao. Những bước đi đầu tiên của cái nền công nghiệp dầu khí Việt Nam trong cái lĩnh vực khai thác thì vô cùng khó khăn. Chúng ta thiếu các cái cơ sở vật chất của một cái nền công nghiệp hiện đại. Các cơ sở để mà triển khai các cái công tác khai thác, thì đặc biệt là ở ngoài biển, thí dụ như là cái bãi để mà lắp ráp các cái công trình biển, rồi thì các cái đường trượt để trượt các cái công trình này từ trên bờ xuống đến các cái xà lan hay là các cái tàu để chở ra biển thì chúng ta chưa có. Chúng ta không có các cái cần cầu loại nặng để mà cầu những cái mã hàng lớn đi ra biển, vân vân. Chúng ta rất là thiếu các cái số liệu về khí tượng thủy văn để mà xác định được các cái ảnh hưởng của bão, gió đối với các công trình biển thì chúng ta cũng rất là khó. Chúng tôi đã làm việc như vậy trong điều kiện ở ngoài biển, thực tế chỉ trong thời gian mùa hè khi thời tiết cho phép, còn vào mùa mưa bão thì không thể làm việc được. Cụ thể là vào ngày 14 tháng 4, chúng tôi bảo nhau phải nhanh chóng ra biển làm việc, và đến 14 tháng 10 lại nhanh chóng vào bờ. Nếu không thì bão sẽ ập đến, và cả ở đất liền, chúng tôi cũng phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Giữa muôn trùng khó khăn, niềm tin vẫn được nhen lên bởi sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Liên Xô. Nếu theo đúng quy trình để xây dựng tổ hợp công nghệ dầu khí hoàn toàn khép kín, phải mất ít nhất từ 7 đến 8 năm. Nhưng những người bạn, những người đồng chí Liên Xô đã không quản gian khổ, sẵn sàng chia tay những người thân trong gia đình, gác lại nỗi nhớ vợ con, sàng giúp đỡ những người dân Việt Nam đang gặp khó khăn. Từng đó thôi đã thôi thúc những người Nga hành động một người vì mọi người dân Việt Nam. Vậy là trong vòng 4 năm, những người bạn Nga, những anh hùng cách xa về địa lý đã làm nên những điều kỳ diệu vào những năm 1986. Lúc đó, nhóm chuyên gia đến từ Liên Xô chỉ có khoảng 30-35 người, và các chuyên gia Việt Nam thì có nhiều hơn. Tức là tập thể cán bộ nhân viên còn chưa có được đầy đủ và cũng thiếu nhiều trang thiết bị cần thiết. Thế mà chỉ sau vài năm, đến năm 1986, đã bắt đầu có dầu thô. Ngay cả nếu so với thực tiễn thế giới hiện nay, thì cũng phải nói đó là thời hạn rất ngắn để hoàn thành khối lượng công việc nhiều như vậy.
năm 1986, tức chỉ sau 5 năm hoạt động, cùng với thành quả của các chuyên gia Liên Xô Việt Nam lúc bấy giờ, niềm vui như vỡ òa khi Vietso Petro khai mở dòng dầu đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ trong thềm lục địa Việt Nam vào ngày 26 tháng 6 năm 1986. Đây là nụ cười của ông Ngô Thường San trong giờ phút ngọn lửa được thắp sáng bằng niềm tin và hy vọng. Tuy nhiên, niềm vui là có thật, thành công là có thật, nhưng phía trước lại là những khó khăn bất ngờ. Từ trước nay chúng ta khoan nhiều khoảng giếng khoan ngoài Bắc cũng có những chuyện nhưng mà chưa thấy dòng dầu từ dưới lòng đất đi lên như thế này. Cái đó là một cái kỳ vọng rất lớn. Nhưng mà khi mà khoa 4 tháng trời đấy thì năng lượng là gần như không còn. Cái đuốc thì nó lèo tèo giống như cái đèn dầu. Thất vọng, một cái thất vọng rất lớn đối với những người dầu khí chúng tôi đấy, là chúng tôi cảm thấy một cái trách nhiệm rất lớn. Là một cái kỳ vọng của đất nước, một cái hy vọng của toàn dân. Việt Nam có dầu, ngành dầu khí tuyên bố là có dầu, nhưng mà lợi dầu nó không được như kỳ vọng như thế, các mình chỉ thấy trách nhiệm rất lớn. Và lúc đó chúng tôi nghĩ là rất hoang mang. Liệu Việt Nam thực sự có dầu? Câu hỏi, hoài nghi cộng với khó khăn chồng lên khó khăn, đó là tất cả những gì đang đè nặng lên đôi vai của những người làm dầu khí thời kỳ đó. Ngay cả khi cán bộ, chuyên gia Nga bị cách chức, kỷ luật vì sự cố này, họ vẫn không lùi bước, họ vẫn dâng hiến vì đất nước, vì dân tộc Việt Nam. Một lần nữa, họ lại cùng với Việt Nam ngụp lặn để tìm vàng đen giữa lòng đại dương đầy rủi ro khốc liệt. Đồng chí Philomeno có nói tôi, bây giờ đấy, cái tình hình như thế này, bây giờ đồng chí hướng dẫn tôi cách tổ chức khai thác những con phép và lấy những kinh nghiệm của ở Tây Siberia ra. Và cái công nghệ bơm mép nước tất cả mọi cả phải nhanh chóng xúc tiến để duy trì một cái sản lượng để tiếp tục cái khai thác cái mỏ Bạch Hổ. Tôi lúc đó đấy vẫn có một niềm tin mà phải nói là phía sau lưng của chúng tôi đấy là các đồng chí lãnh đạo của đảng, ở đó đồng chí Đỗ Mười, đồng chí Phong Nguyên Giáp, các đồng chí lãnh đạo đó thường xuyên đến gặp chúng tôi và động viên, nó gây cho chúng tôi một cái niềm tin thế nào của chúng với dựa trên kinh nghiệm của Nga chúng ta sẽ phát hiện ra dầu. Cái đó là một cái niềm tin mà chúng tôi nhận được từ các đồng chí lãnh đạo của chính phủ, của đảng, nhà nước. Giữa khó khăn, sẵn sàng chìa tay giúp đỡ, giữa trông chênh cũng không bỏ mặc bạn bè. Đó là tình cảm đồng chí, coi nhau như anh em trong một nhà giữa Việt Nam và Liên Xô, trong không chỉ lĩnh vực hợp tác dầu khí mà còn nhiều lĩnh vực khác. Dẫu còn hoang mang, hoài nghi, nhưng chính những động viên sẻ chia từ miếng cơm giấc ngủ, từ cả tinh thần và đặc biệt là dốc hết kiến thức, kinh nghiệm của Liên Xô truyền lại cho Việt Nam đã nâng đỡ chúng ta bước qua những khó khăn tưởng chừng không thể đứng dậy. Đối với các chuyên gia Liên Xô thì họ có một cái cửa hàng và TPP của họ, các chuyên gia Liên Xô đó, họ có tiêu chuẩn họ, nhưng mà họ vẫn chia sẻ, cũng biết Việt Nam là thiếu thức ăn rồi, thiếu thịt, thiếu rau, thiếu tất cả mọi cái. Không thể để cho sự nghiệp của Liên Doanh sụp đổ. Đó là lời cam kết của những người làm dầu khí và câu trả lời đó là hành động. Biển kia có sâu bằng tình đồng chí, bầu bạn hay không? Đại dương đã phải khuất phục khi những dòng vàng đen tuôn trào tại giếng Bạch Hổ. Đây là kho vàng đen trong tầng đá móng granite nứt nẻ ở mỏ Bạch Hổ, có trữ lượng dầu lớn nhất trong khu vực vành đai Tây Thái Bình Dương và là một trong những mỏ có trữ lượng dầu khí lớn nhất Đông Nam Á. Phải nói cái đóng góp lớn nhất mà tôi cho là có tầm cỡ quốc tế của Việt Nam, đó là sự thành công tôi phát hiện dầu và tổ chức khai thác dầu ở trong đá móng. Đó là một cái thành công rất lớn. Vì đó là một cái phi truyền thống, từ trước nay chưa ai hiểu rằng là trong đá móng, đá granite, đá magma, chúng tôi là đá dung nham đấy, mà có dầu cả. Học thuyết dầu khí của thế giới không bao giờ ghi những chuyện đó. Có nhiều nơi phát hiện, nhưng người ta khai thác ở cái phần trên thôi. Cái tầng mà gọi là vỏ phong hóa, chứ thực chất của móng thì không có. Thì ngay cả chúng tôi không nghĩ rằng là dầu thế, nhưng càng khoan sâu, thì trong nước nẻ là càng có dầu. Và cục dầu lên tới trên 1.000 mét, đó là phải nói gần như một cái mỏ Bạch Hổ, như là
trời ủng hộ đất nước ta có một cái mỏ hạt thổ lớn như thế. Đây là thân dầu đặc biệt hiếm có trên thế giới. Tìm ra được thân dầu trong đá móng là một kỳ tích, nhưng khai thác được nó có hiệu quả còn khó khăn vất vả hơn nhiều, bởi trên thế giới chưa từng có mô hình khai thác khác tương tự. Các nhà khoa học Việt Nam và Liên Xô đã nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học mới nhất, tiên tiến nhất thế giới để xây dựng một quy trình công nghệ khai thác phù hợp với điểm mỏ dầu khí trong đá móng và làm chủ công nghệ thăm dò tìm kiếm tiếp theo. Ngày 6 tháng 9 năm 1988, bắt đầu khai thác dầu từ tầng đá móng mỏ Bạch Hổ, đưa sản lượng những năm sau cao hơn năm trước. Nhiều người ta bảo là lúc đó hay là vì một ông thợ khoan, ông bú gạch, ông cứ khoan vào đó là có dầu. Không phải thế. Đó là một cái sự tuần tự từ một cái nhận thức rất hay là đầu tiên đấy, là chúng tôi khoan đến móng là có những điều có dầu. Cái mà đóng góp của chúng tôi đấy là không những là phát hiện một cái mỏ cực lớn, xem như là một cái trữ lượng gọi là siêu lớn mà khoảng 4,5 tỷ thùng, có nghĩa là trên 500 triệu tấn ở dưới lòng đất, thì đây là một mỏ được đánh giá là cực lớn của mặt Bạch Hổ. Đó là một sự phát hiện, mà phát hiện chúng tôi gọi phi truyền thống, có nghĩa là thế giới không ghi nhận lịch sử là có những mỏ lớn như thế ở trong một cái đá móng như thế. Nếu như ngày 26 tháng 6 năm 1986 đánh dấu một bước phát triển quan trọng, ghi tên Việt Nam vào những nước có dầu, thì ngày 6 tháng 9 năm 1988 ghi nhận bước phát triển hiệu quả trong quan hệ hợp tác dầu khí Việt Nam-Liên Xô, đưa ngành dầu khí Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp chủ chốt của nền kinh tế đất nước. Đặc biệt, chính thức đưa Việt Nam từ một nước nhập khẩu dầu mỏ thành một nước có tên trong bản đồ các nước xuất khẩu dầu mỏ của thế giới. Hơn nữa, việc phát hiện và khai thác dầu công nghiệp trong tầng đá móng nứt nẻ ở mỏ Bạch Hổ đã mở ra một triển vọng mới có ý nghĩa không chỉ đối với nền công nghiệp dầu khí Việt Nam mà còn với cả thế giới. Đến ngày 26 tháng 6 năm 1986 thì chúng ta bắt đầu khai thác tấn dầu đầu tiên. Cái sự kiện này không những chỉ đánh dấu cái bước tiến mới của Petro Việt Nam như là công ty dầu khí quốc gia, Việt Nam được ghi tên vào trong cái danh mục là các nước xuất khẩu dầu thô của thế giới, mà cái chính là các cái thu nhập mặc dù ban đầu còn khiêm tốn, nhưng mà đấy cũng là một nguồn thu ngoại tệ đã giúp cho chúng ta đầu tư phát triển đất nước. Mọi việc đều bắt đầu từ những con người đầu tiên, từ tấn dầu đầu tiên. Chúng tôi đã cố gắng không ngừng tăng sản lượng khai thác. Năm đầu được 40.000 tấn, rồi năm sau được 1,2 triệu tấn, tiếp theo là 1,5 triệu tấn và tiếp tục tăng thêm hàng năm. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh là sản lượng tăng không ngừng như vậy, nhưng người thì không tăng. Có thể nói rằng đó là một trường học đào tạo, một viện hàn lâm độc đáo tuyệt vời. Nhờ đó mà có được những thành tựu như ngày nay của ngành dầu mỏ Việt Nam và cả ngành khí đốt nữa. Khi đó đã hình thành một lực lượng nòng cốt, không chỉ là niềm tự hào của chúng ta, và đây thực sự là một quỹ vàng của chúng ta mà hiện nay đang đem lại những kết quả tuyệt vời. Vietso Petro có công đầu tìm ra và khẳng định một loại thân dầu mới phi truyền thống trong công nghiệp dầu khí thế giới, làm thay đổi quan điểm tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam và trong khu vực. Vietso Petro đã đi đầu sáng tạo và áp dụng các giải pháp công nghệ phù hợp để khai thác dầu trong đá móng một cách hoàn toàn mới, chưa từng gặp trên thế giới, đóng góp rất đáng kể cho khoa học dầu khí thế giới. Tính đến nay, đã khai thác được hơn 177 triệu tấn từ đối tượng này, tạo sự thu hút mạnh mẽ các công ty dầu khí nước ngoài đầu tư trên 12 tỷ đô la Mỹ vào hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam và đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Sản lượng khai thác tại mỏ Bạch Hổ chiếm tỷ trọng 62% sản lượng khai thác toàn ngành. Có thể khẳng định rằng nếu không có sự hợp tác giữa Liên Xô và Việt Nam, giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft thì không thể có thành công vào năm 1986, không thể có sự phát triển của ngành dầu khí như hiện nay.
Không chỉ dừng lại ở việc khai thác dầu trên thềm lục địa Việt Nam, liên doanh dầu khí giữa hai nước đã mở rộng sang cả khu vực phía cực bắc nước Nga, một khu vực có điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Công ty liên doanh Rusviet Petro được thành lập trên cơ sở tuyên bố chung giữa Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Chiết và Tổng thống Liên bang Nga Putin ngày 20 tháng 11 năm 2006 để tiến hành dự án phát triển và khai thác dầu khí tại 4 lô với diện tích khoảng 807 km2 ở vùng cực bắc khu tự trị Nyenevsky, Liên bang Nga. Petro Việt Nam tham gia cái hợp đồng ở khu vực Nyenevsky qua cái liên doanh Vietsop Petro, thực sự mà nói, đấy là một cái sự ủng hộ nhiệt tình và cái tình cảm rất là lớn của Tổng thống Putin đối với lại cái đất nước Việt Nam chúng ta, cũng như là một sự đánh giá rất là cao của Liên đoàn Kinh tế Đối ngoại Zarubezhnev đối với lại cái đối tác của mình là Petro Việt Nam. Điều đó cho thấy công ty liên doanh Rusviet Petro nhận được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ hai nước Liên bang Nga và Việt Nam. Tuy nhiên, khai thác ở khu vực vùng cực bắc khu tự trị Nyenevsky là một thử thách vô cùng lớn. Nyenevsky là một cái vùng phía gần cực bắc của nước Nga. Thế cho nên khi mùa hè thì đấy là một vùng đầm lầy, không thể đi lại được. Nhưng khi mùa đông thì khi mùa đông nhiệt độ có thể xuống bình thường là đến âm 40, thậm chí có thể đến âm 50 độ. Thế thì tất cả những cái cuộc sống bình thường cũng đã khó khăn, chứ chưa muốn nói là phải lao động ở một cái môi trường như thế. Từ dưới mặt sông hiện tại đến cái chỗ cái đường ống ấy, nó phải có khoảng vài ba chục mét. Mùa hè thì là đầm lầy, đã không đi đâu được cả. Cần thiết mình đi, có những lúc là cũng lại lún xuống dưới đó, rồi tất cả bọn trèo lên, rồi lại phải gọi những cái xe khác để kéo lên. Khó khăn là vậy, nhưng chỉ sau 2 năm quyết liệt triển khai dự án, bất chấp những khó khăn về điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khó khăn về điều kiện thi công công trình tại Nyenevsky, tập thể cán bộ công nhân viên của Zarubezhnev và Petro Việt Nam tham gia trong công ty liên doanh Rusviet Petro đã quyết tâm phấn đấu và nỗ lực vượt bậc trong việc đảm bảo thực hiện các hạng mục chính của dự án. Tới thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2016, Rusviet Petro đã đưa vào khai thác 6 mỏ là Bắc Khosedai, Visovoy, Tây Khosedai, Bắc Oshkotuin, Sikhorey và Đông Yanyimday trong số 13 mỏ và hiện đang triển khai các công việc cần thiết để đưa các mỏ còn lại vào khai thác. Tính đến hết tháng 6 năm 2017, sản lượng khai thác lũy kế của Rusviet Petro đạt 17,8 triệu tấn, trong đó phần phía Việt Nam là 8,7 triệu tấn. Những thành công này không thể không kể đến những ưu đãi đặc biệt mà chính phủ Liên bang Nga dành cho công ty liên doanh Rusviet Petro. Rất là may là đối với Nyenevsky thì mặc dù là có những cái thay đổi về chính sách thuế không có lợi, thế nhưng mà phía Việt Nam và phía Nga đã thỏa thuận được để mà giữ cho cho cái liên doanh này được luôn luôn nằm trong một cái ưu thế về chính sách thuế của nước Nga. Sự hợp tác của ngành dầu khí hai nước chúng ta trước hết dựa trên cơ sở trình độ chuyên nghiệp cao của các cán bộ làm việc tại những xí nghiệp liên doanh. Đó là tài sản quý giá của hai nước, có thể nói là cổ tức mà các xí nghiệp được nhận, cũng như là tiền thuế mà dự án của chúng tôi đóng góp. Điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh, đó là lòng tin có được trong tập thể cán bộ nhân viên của chúng tôi, cũng như giữa hai nhà nước. Phải nói là ở Nga, có những điều kiện hết sức tốt đẹp được tạo ra cho hoạt động của Rusviet Petro. Cụ thể, đó là những ưu đãi về thuế được thỏa thuận giữa hai nước chúng ta mà không nước nào có được ở Nga. Đồng hành cùng quá trình khai thác dầu của Việt Nam tại nước ngoài, dù là trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt, vẫn luôn có sự ủng hộ từ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm Bắc Cực vào năm 2012, trong quá trình Việt Nam thăm dò và khai thác dầu tại đây. Có thể nói đây là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến khu vực xa xôi này của Liên bang Nga, ghi nhận mối quan hệ hợp tác, hữu nghị, thân tình, bền chặt giữa Việt Nam, Nga. Có thể nói, sự nghiệp phát triển ngành dầu khí Việt Nam luôn luôn đi liền với sự phát triển mang tính chiến lược,
của quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga. Chính phủ hai nước đã và đang tạo mọi điều kiện cho Petro Việt Nam và các đối tác Nga không ngừng phát triển và mở rộng hoạt động không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Liên bang Nga. Ngày 27 tháng 12 năm 2010, chính phủ hai nước đã ký hiệp định về việc tiếp tục hợp tác trên cơ sở liên doanh Việt-Xô Petro gia hạn hoạt động của liên doanh thêm 20 năm đến năm 2030. Năm 2012 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương Việt Nam-Liên bang Nga với việc chính phủ hai nước nhất trí nâng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga lên tầm đối tác chiến lược toàn diện sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tháng 7 năm 2012 và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Medvedev tháng 11 năm 2012 và rất nhiều chuyến thăm khác của lãnh đạo cấp cao hai bên nhằm thắt chặt mối quan hệ đặc biệt này. Nga xác định Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng và quan hệ với Việt Nam là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách châu Á-Thái Bình Dương của Nga, nhất là trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới. Ngọn lửa từ những thế hệ chung một chiến hào đã được luôn thắp sáng để soi sáng tình hữu nghị bền vững của hai dân tộc Việt-Nga. Giá trị cốt lõi đó đã có phần tạo thuận lợi cho Petro Việt Nam cùng với các đối tác Nga triển khai mở rộng hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam cũng như tại Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực và phát triển kinh tế xã hội của hai đất nước. Điều đấy cũng nói lên là cái đóng góp quan trọng của cái mối quan hệ hợp tác này như thế nào đối với riêng Petro Việt Nam và đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung. Không những bên cạnh cái việc đóng góp cho cái nền kinh tế Việt Nam về doanh thu cũng như lợi nhuận, thì chính vì sự phát triển của nền công nghiệp dầu khí đều xuất phát từ mối quan hệ này. Và có thể nói là tất cả những cái lĩnh vực trong ngành công nghiệp dầu khí hiện nay đều có xuất phát điểm là từ cái mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam cũng như giữa Petro Việt Nam và Zaporizhzhia. Nếu nói về lĩnh vực khai thác dầu mỏ, thì các xí nghiệp của chúng tôi, Vietso Petro và Rusviet Petro, là hai tập thể có trình độ chuyên nghiệp rất cao. Và những kinh nghiệm mà chúng tôi có được, cũng như những lợi thế cạnh tranh của chúng tôi, cần được tận dụng để tăng cường hợp tác, mở rộng hoạt động sang các nước thứ ba. Hành trình vượt sóng tìm lửa đã định hình để phát triển ngành dầu khí, đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, thực hiện mong ước của Bác Hồ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam với sự hợp tác với Liên bang Nga từ những ngày đầu thành lập đã xây dựng được hệ thống công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, phát triển công nghiệp khí, điện, chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Dù còn phải đối mặt với không ít những khó khăn thử thách, Vietso Petro không ngừng phát huy truyền thống sáng tạo nhằm thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững thương hiệu mạnh, uy tín chất lượng trong khu vực và trên thế giới. Những nỗ lực ấy đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận với những huân chương cao quý nhất như huân chương Sao Vàng, huân chương Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Vietso Petro đã hai lần được vinh danh anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Tập thể và nhiều cá nhân của xí nghiệp được hai chính phủ Việt Nam và Liên bang Nga tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác. Những năm vừa qua, Petro Việt Nam là doanh nghiệp đóng góp từ 28 đến 30% tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm. Trong đó, các dự án hợp tác giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft luôn chiếm tỷ lệ hàng đầu. Trong thời gian 30 năm trở lại đây, có thể nói là ngành dầu khí đã đóng góp quan trọng vào cái sự phát triển của nền công nghiệp đất nước, cũng như là có những đóng góp quan trọng vào ngân sách cũng như là phát triển các cái lĩnh vực của nền kinh tế. Thì lĩnh vực dầu khí có những thời điểm đã chiếm đến 30% ngân sách nhà nước cũng như là 20% GDP của cả nước. Toàn bộ những cái đóng góp này của ngành công nghiệp dầu khí không tách rời ra khỏi cái sự hợp tác giữa hai đất nước của chúng ta và hai nền công nghiệp, hai doanh nghiệp dầu khí của Petro Việt Nam và Zaporizhzhia. Thế thì với cái quá khứ như vậy thì cái tiềm năng của mối quan hệ của chúng ta cũng như là cái tầm quan trọng của mối quan hệ đó vẫn tiếp tục và vẫn phát triển từ giờ cho đến tầm nhìn 2020, thậm chí 2035. Và chúng tôi luôn cho rằng cái mối quan hệ giữa Zaporizhzhia và Petro Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất, mối quan hệ hợp tác
với các đối tác nước ngoài quan trọng nhất của Petro Việt Nam cũng như là của nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế Nga. Dự án hợp tác này của chúng ta đã được hơn 30 năm và trong các khoản thu mà ngân sách Nga cũng như Việt Nam nhận được có phần đóng góp không nhỏ của tập thể chúng tôi vào sự phát triển của hai nước. Qua bao biến cố, bao nỗi gian truân và sự thăng trầm của lịch sử, Petro Việt Nam vẫn vững vàng là đơn vị kinh tế đầu tàu của đất nước, hoàn thành mục tiêu xây dựng một nền kinh tế dầu khí hiện đại, phát triển bền vững ngang tầm thế giới như niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Đây cũng là động lực để Petro Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới. Hành trình vượt sóng để thắp sáng những ngọn lửa luôn là mục tiêu chiến lược, là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt-Nga trong sự nghiệp kinh tế, xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh quốc phòng trên biển.